mình có tí lọc đây, xuống họ được nhặt được mấy đôi trứng của ta, giờ đi cho vú ấp này. Để kiểm tra vú nuôi xong rồi cho vú nó ấp. Mỗi hôm nhặt được mấy đôi trứng. Trứng vú sắp nở đây. Toàn trứng sắp nở hết rồi. Đây nha, bà này. Đấy. Hai quả ba. Đi đi rồi. Nhặt trứng sang cho vú nó ấp đi. Trứng mới đẻ nhé, trứng mới đẻ vỏ nó đấy, còn đây trứng ấp được mấy hôm rồi này, vỏ nó sậm hơn này. Trứng ấp được vài hôm vỏ nó sậm hơn, còn đây trứng mới đẻ này. Đấy. Em đem để cho cụ ta nó ấp vài hôm. Để cụ ta nó ấp vài hôm, bắt đầu em mới nhặt trứng. Đây mới đẻ. Nằm băm. Bốn quả này vừa rồi dồn trứng. Cho tí dơm vào cho nó làm nổi. Sắp nở đây. Đây này, chuồng này cho tí rơm. Anh em nào cần cụ ta nó ăn thì alo em nhé. Đây, cái hàng non này. Chim non, chim gái non này. Bạn nào cần cái hàng non thì alo nha.
xin phép tắt video nhé, để em đi cho trứng vào. Chào hẹn các bác của clip tiếp theo.